duy hữu biệt biệt nam mi quốc quốc nghi thái nguyên tình tình thái nguyên thành phố phan đình nghị phùng vương tổ mười bốn ni nay kính thỉnh vong linh hương một ni cha làm nguyện công công xuyên nay cha hưởng nghị thọ bảy mươi sáu tuổi cung tiến tạp bàn mấy phù liêu hương đăng đăng đẳng đẳng vận nhất tâm đỉnh đỉnh lễ nhị bái cam chiêu nay cáo mong một nị cha thọ duy thượng hồng hương sắc sắc nghi không công đơn ngồi đã đinh đinh nghi thương người đoán chính cần kiệm cổ lao xông gửi tháp về đời người sao tranh tranh nghi mỏi thương ơi ai đỡ để giường mà không chiêu lành lành nghi anh thai dương chiêu đỉnh trường mà sơn mấy ai gặp cảnh u buồn thuyền bát nhã tam quy đón rước nghi ngờ sạch mùi tục tục bị vui cảnh bồng bồng mà lại nay cõi thọ cha quay về để lại cho anh em con cháu nội ngoại trăm trăm thương nghi ngàn là nhớ cha ơi nhớ cha thuở trước nghi trong tuổi xuân xanh nghi ơn mẹ cha đạo cá sinh thành đêm ngày dạy dỗ đường ăn ăn lẽ ở việc cửa việc nhà lo bể nghi thức nghi ra cho xuống hòa mì chúc mãi bây đoá cha ơi cưng thường đạo cả lòng những lo nghiêu thảo đề ơn nếp kiếm cần hằng nghỉ giữ sớm hôm vòng đôi được nghỉ ta phong ni cơ chỉ cha ơi đến mấy dòng kẻ lẽ chiêu hồn cha về than thở buồn buồn cơn cầu anh linh phù ngộ độ chỉ cầu thần phật a di đà tiếp dẫn linh hồn nghỉ cho cha được siêu thoát đi ngờ cha ơi lúc này đây dương gian thì trời cũng đã chưa rồi nay toàn thể anh em con cháu đội ngoại sắp mâm cơm buổi trưa hôm nay để gọi cha về cha ăn cơm bơ cha ơi đây là các con đi là con món đi trai gái dâu rể lúc này đấy con lên để gặp thức ăn để mời cha lúc này đấy tay con là các con trai con dâu con gái con đi rể gọi cha để trở về để cha kiên cường hôm nay lớp lớp mi bữa cơm buổi trưa cuối cùng cha ơi gọi cha ba một bảy phía cha đang phảng phất ở nơi nào cha về cha ăn cơm đón nhận tình cảm của các con các cháu đổi ngoại cha ơi các con gặp thức ăn để mời cha về để cha ăn bữa cơm buổi trưa cuối cùng cha có linh vâng xin mời con gái con rể lên để rót nước để mời cha cha ơi tuần trước tuần cơm các con đi mời cha về để cha kiên cường tay lấm lấm bữa cơm mi cuối cùng để chiều ngày hôm nay các con tiễn đưa cha đi các con đưa cha đi về để ăn giấc nghỉ bộ phần đi cha đi giàu dài đắp mưa cha ơi lúc này để toàn thể các con là trai gái dâu rể gạo có tiền để cho cha làm lộ phi hành sai cha ơi để chiều nay cha đi đường dài cha muốn
bánh bánh cha mua quà. Cha ơi, tất cả các con lúc này đây quay cha về ăn bữa cơm mà thường thì cha về đôi an giấc kỳ xuôi và cha ơi linh linh tiếng cha trở về cha ơi chứng chứng giám mi cha độ trì cho các con đi trên đời luôn luôn được bình an. Các con xin chắp tay cúi đầu để rồi vĩnh biệt cha từ đây. Kính thỉnh linh thiêng phù hộ độ trì cho toàn thể anh em con cháu đổi ngoài được mạnh khỏe bình an. Toàn gia lễ tất tất cả bái ba bái.